Sứa là sản phẩm ăn liền, món ăn hấp dẫn với người tiêu dùng. Trên địa bàn huyện Kỳ Anh, sứa tập trung chủ yếu ở các vùng biển thuộc các xã Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Xuân. Lượng đánh bắt lớn nhất được ghi nhận tại xã Kỳ Khang. Hàng năm, các hộ đã thu mua hàng trăm tấn sứa. Hợp tác xã thu mua và chế biến thủy hải sản Kỳ Khang, cơ sở chế biến sứa Thảo Nhị. Sứa chủ yếu được sơ chế và chế biến phục vụ cho thị trường. Sứa là sản phẩm ăn liền, có thể chế biến được rất nhiều món ngon hấp dẫn và có rất nhiều công dụng chữa bệnh như thanh nhiệt, trị ho, làm mềm khối cứng trong cơ thể, nên nhu cầu sứa trong huyện, trong tỉnh cũng như trong cả nước ngày càng lớn. Trên cơ sở ứng dụng, chuyển giao quy trình sản xuất của Hợp tác xã thu mua và chế biến thủy hải sản Kỳ Khang, cơ sở chế biến sứa Thảo Nhị đã triển khai thực hiện mô hình chế biến sứa thương phẩm ăn liền. Sản phẩm sứa ăn liền được chế biến theo nguyên lý thẩm thấu, giữa nồng độ mặn làm tiết nước từ trong ra. Quy trình chế biến được thực hiện gồm 7 công đoạn gồm lựa chọn và sơ chế nguyên liệu, rửa và bài muối, định hình, xử lý nhiệt, ngâm tẩm dung dịch, bảo quản lạnh. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, để phù hợp với tình hình nguyên liệu và nhu cầu tiêu thụ của thị trường, dự án đã có một số điều chỉnh về biện pháp kỹ thuật, phối trộn gia vị, bao gói cho phù hợp với từng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ưu điểm của sản phẩm sứa ăn liền là rất tiện lợi, vừa ngon vừa là miệng, rất mát, có thể ăn ngay hoặc làm gỏi sứa, nộm sứa, lẩu sứa hoặc sứa xào. Trong con sứa có rất nhiều chất như vitamin B1, B2 và PP. Sản phẩm có công dụng giải nhiệt tốt, tốt cho những người bị tim mạch, ăn kiêng, ho, viêm phế quản, có tác dụng long đờm. Yêu cầu đầu tiên trong quy trình chế biến sứa ăn liền là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các công đoạn đều quan trọng, trong đó quan trọng nhất là quá trình bài muối. Phải rửa thật sạch, vừa để bài muối, vừa để loại bỏ những tạp chất có thể nhìn thấy được rồi phân loại. Sau đó đi vào công đoạn trần khống chế nhiệt độ và thời gian. Nhiệt độ quá cao, con sứa co sắn lại, mất thẩm mỹ. Nếu nhiệt độ thấp, con sứa sẽ không chín được. Thời gian kéo dài quá, sứa sẽ nhũn nát. Còn công đoạn ngâm tẩm dung dịch thì cần pha chế cân đo đong đếm chính xác để đảm bảo chất lượng, mùi vị sản phẩm. Để tạo ra sản phẩm có chất lượng, uy tín với người tiêu dùng, thời gian tới, Hợp tác xã tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.